Quang Ai Duy Minh kính chào quý cô chú, chị, cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nè, quý cô chú anh chị. Có khán giả đến viếng mộ chú nè. Và hôm nay là Duy Minh cũng có một cái tin vui cho anh em quý cô anh chị. Sẽ nhận lọc quý cô anh chị. Để Duy Minh quay xong rồi tí xíu sẽ gửi cái tiền lọc của cô Hương. Cô Hương ở ở Sài Gòn ha quý cô chú anh chị. Có cái tin vui vui không kêu rồi để cầm giùm anh cái để kêu mấy anh em tới luôn tại vì chút xíu mình nó đói gì không dịu chưa nắng mà Duy Minh kêu vô đây đứng là không biết có chuyện gì đây biết hành nắng anh em ông từ ngoài quê là dạ con chào chú chào em. Thái Bình xa. Dạ. Mình đến đây vô đây còn mấy anh là bây giờ là đang vào mộ nè coi chú anh chị. Sao rồi anh kêu hết chưa? Con chào chú nha. Dạ. Chú ở Bình Dương hả chú? Thái Bình. Ờ, xa dữ hả? Xa Hà Nội. Dạ, chào chú. Thái Bình là ngoài Hà Nội luôn hả chú? Ngoài Bắc á. Dạ. Thái Bình là hình như trên Hà Nội nữa. Hà Nội đi ra nữa. Dạ. Hà Nội dưới đó hơn trong... Vậy là... Tôi vào những mộ anh... Để tôi trong này là vào thăm mộ. Dạ. Dạ. Vậy là chú cũng có mộ người thân trong đây không? Không. Dạ. Quê chú là cách đây là hơn 2.000 cây số á. Đúng rồi. Ủa gì xa dữ hả? Đúng rồi, Hà Nội đi lên nữa mà. Hà Nội là mình từ Hà Nội. Sao máy bay như không lâu lắm. Ồ. Ồ. Rất là quý luôn ha. Một con không... người thân là nằm gần đây hả chú? Dạ, ở bên này. Bên dạ. Sao chú biết là mộ của chú Vũ Linh ở đây mà chú đến chú viếng hả chú? À, tôi biết, tôi nghe trên thông tin rồi là nói chung là đây là cũng nhiều người nói. Dạ. Dạ. Hôm nay chú cũng được nghe trên đài báo nhiều. Dạ. Rồi. Hôm nay chú đến mộ của chú Vũ Linh thì chú thấy có khác gì với là những cái thông tin trên mạng cũng như là những cái hình ảnh ở trên YouTube mà tụi con chia sẻ không chú? À không, cũng thấy cái gì rất là tốt thôi. Dạ. Dạ. À, để cho chú hấp nhang đi cho cậu đi. Hấp nhang rồi. Hấp nhang rồi hả? Ờ. Thôi, anh có lập biên bản gì anh lập luôn đi chứ. Anh hỏi thăm chú đi. Với anh em mình làm luôn đi. Rồi bữa nay có một cái tin vui nha. Là cô Hương nó gửi lọc cho mấy anh em. À, nhận lọc hả? Nhận lọc. Nhận lọc luôn rồi. Vậy mà nãy nghe là nên lập biên bản. Lập biên bản trời. Em muốn cắt đầu mình ra mát mát đi. Dạ. Rồi giờ anh bên lắp biên bản. Lắp biên bản. Rồi lấy làm thủ tục luôn ha. Chị hao chị là trong danh sách rồi. Chị cầm giùm em cái thôi chị. Trong danh sách. Rồi anh bên hạng lập biên bản. Rồi mấy anh em mình ở đây anh trao luôn cái luôn ha. Ở đây á là có cái danh sách của là cô Hương là cô đã lên danh sách cho anh rồi. Rồi cô chia sẻ để anh chia sẻ một số mà ý kiến của cô là cô trong đây thì không có danh sách của anh Liêu. Thì cô xem video á, cô không thấy anh Liêu tới. Ít tới cho nên là không có. Và thêm một cái danh sách của ai hôm qua nha. Danh sách của anh Ngọc thì cũng nói đó đây là có danh sách là Di Minh nè, vợ chồng 15 mét nè, anh Nấu Vàng nè, Bùi Hải nè, anh Ngọc nè, chú Tiểu nè, chị Hoa nè, thì có danh sách nhiều thôi tại vì cô hay xem video của em á cho nên là thấy mấy anh em ở chăm sóc mộ của chú, lau dọn mộ chú thường thì
cô chỉ biết bao nhiêu đó là cô muốn gửi cho anh em chúc lộc, và cô gửi cúng hai bữa nữa, nhưng mà hôm nay thì chưa cúng, tới bữa mùng 7, mùng 8 mới cúng. Thì Duy Minh xin trao tiền luôn ha, gửi cho mấy anh em nè. Có soạn hồi sáng đổi tiền ra luôn rồi. Ý anh nói con về con mình đúng không? Đây, 1 triệu rưỡi nè. Đây là số tiền 1 triệu rưỡi ha. À, trên đây thì vợ chồng 15 mét trước nè. Vợ chồng 15 mét thì 400, là tức là hai người một người 200 đó. Để tôi xin tới mà. Dạ. Đây là tổng cộng là 1 triệu rưỡi. Cái thành 2 4 6 8 thành bao nhiêu? Ô lòng anh Minh. 1 2 3 1 triệu rưỡi nè. Dạ. Rồi trao cho hai chồng em luôn nha. À, quay ngay đây nè, cho người ta mà chị ai nắm máy vậy, của chị của anh vậy? Tại à, đây đứng nè, cho quay đây nè. Của vị khán giả nào á? Của cô Phương. Ở Sài Gòn á. Nói gì được rồi. Dạ. Rồi 16 hết nhận được 200 ngàn của cô Phương Sài Gòn gửi rồi. À, 16 hết cảm ơn cô Phương rất là nhiều, chúc cho cô gia đình gia đạo được bình an, làm ăn phát tài thật lòng. À, 16 hết cũng cảm ơn anh Minh luôn. Rồi cảm ơn. Không không cái không cái. Cảm ơn cô Hương ở Sài Gòn rất là nhiều, chúc cô gia đình nhà đạo bình an. Tới em nè. Lát anh em mình hung sao nha. Tới em nè. Là mình hung trước lấy tiền sau được không? Ờ, buổi hải là cũng 200k luôn. Hung đi em. 2 triệu luôn. 200k. Của cô Hương, cô Hương Sài Gòn. Bùi Hải cảm ơn cô Hương Sài Gòn đã tặng cho Bùi Hải 200 ngàn. Vậy em không là chấp quay gần lên chút xíu vậy. Cô Hải cũng chúc cho cô Hương năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn anh Minh Hương Ngạch. Không không không, à, hung cái này, hung cái này. Đỡ rồi cái lộc mà. Lộc mà. Quay gần là quay bấm số 1 á. Rồi sáng giờ quên vuốt tao. Sao Hương hay vậy? Rồi né né rồi. Rồi tới chị lên trước đi. Mày lên. Anh nấu vàng nè. Tới anh nấu vàng luôn nè. Giờ chị qua đi lên được hai người luôn đi. Canh chụp hình chứ. Rồi. Đó là hai người chụp hình rất là đẹp. Cô Hương gửi cho anh nấu vàng ha. Rồi con cũng cảm ơn cô. Cũng cảm ơn cô Hương nhiều nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe và gia đình gia đạo bình an, làm ăn phát tài. Cảm ơn Duy Minh nha. Rồi em cảm ơn anh. Ông nổi. Nổi ông dứt vui tao hoài ông nói. Làm với ai cũng biết cái chỗ đó có lộc hay sao. Anh Ngọc nè. Chú Tiểu kìa. Anh Ngọc. Chú Tiểu hả? Chú Tiểu. Mẹ nhận giùm đi. Mẹ nhận giùm đi tại vì chú Tiểu gì quên rồi. Chú Tiểu đi nghĩa vụ rồi. Anh Ngọc chú Tiểu đi chứ nào. Anh Ngọc cũng là 200 luôn. Cô chú gì ơi. Đi về khám sức khỏe rồi. Cô Hoa. Cô Hương. Cô Hương. À, cô Hương. Cô Hương. Ngọc cũng nhận được 200k từ anh Duy Minh, cô Hương cho Ngọc. Anh Duy Minh chờ lấy đi. Duy Minh. Nó là Duy Minh cô chú anh chị. Cô Hương ở Sài Gòn thì được rồi. Cô Hương ở Sài Gòn đã cho đó là chị cho anh em trên mộ 200k. Ngọc cũng cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô gia đạo gia đình được an vui, bình an trong cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh Minh nha. Không cái tới chú Tiểu. Chú Tiểu. Rồi mẹ Khang lên nhận giùm đi. Chú Tiểu. Mẹ của chú Tiểu lên nhận giùm đi. Chú Tiểu thì 100 nè. À, chị thấy không? Chú Tiểu cô gửi nè. Chú Tiểu là 100. Nhận giùm cho đây là mẹ của chú Tiểu nghe quý của dạ, chú anh chị. Cảm ơn chị Hương đã cho chú Tiểu 100 ngàn. Cảm ơn chú. Dạ, cô chúc chị ở Sài Gòn. Chúc chị sức nhiều sức khỏe. Rồi. Mừng ăn phát đạt phát tài. Rồi, cảm ơn chị luôn nha. À, có chị Hoa nè. Rồi đây không cá không chị? Chị Hoa cũng là cá tới cùng chị trên à, chị Hoa nè, mình năm có ghi hết à. Cô gửi. Anh mình đã gửi tiền luôn ha. Cảm ơn cô Hương. Hoa, cô Hương ở chúc Sài Gòn nhiều sức khỏe. Rồi. Rồi đừng nói hùng cá nhà nha. Lộ chị Hoa này tắm tẻo đẹp trai. Ủa, còn đẹp cái này thì của Duy Minh. Cũng cô đã viết trong đây nè mấy anh em nhìn nè. Thôi người ta làm cái dành đó. Rồi đó. Cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Bây giờ mới chúc cho cô Hương sức khỏe là được mạnh khỏe. Rồi giờ sức khỏe gia đạo gia đình được ấm no hạnh phúc. Cảm ơn thay mặt hết tất cả anh em đây. Cảm ơn cô rất là nhiều. À, bây giờ mình tắt máy mình hung ảnh cái đi. Bây giờ mình tắt máy mình hung ảnh cái nha. Bây giờ
Lắc máy hết một ngày em mạnh nhất đúng không? Thôi để hai tay chứ không phải cho người rút chứ không. Đừng xuống dài. Đó. Hôm nay là cũng có cái lọc quý cô chú vậy từ cô Hương ở Sài Gòn ha, thành phố đã gửi cho anh em. Thì chị Bích, chị Hương cũng ngày nay cũng mới lên đó, cho nên là cô Hương này cô xem video của Duy Minh đó, hay thấy những anh em nào mà thường đến đó, thì cô gửi quý anh chị. Còn những anh em nào sau này mà ít đến đó, thì cô không thấy thì cô sẽ không gửi nha. Thì mình làm theo danh sách cô gửi cho Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn cô rất là nhiều. Nhà dân lâu rồi, cổ đây giờ mới đến. Nó còn vừa thì vừa lên đây. Vũ lên đây. Vũ lên đây chỉ kìa. Mừng ổng mừng quá luôn kìa. Dạ. À. Dạ 66 con tuổi cô. Rồi đi qua cô Thanh Kim Hòa nha. Một lần nữa thì Duy Minh cảm ơn cô Hương ở thành phố Sài Gòn đã gửi kiến lộc cho mấy anh em để có cái động lực để chia sẻ tài màu của chú. Chúc gia đình gia đạo cô thật là nhiều sức khỏe. Duy Minh cũng xin thắp một nén hương để anh nhà nó ấy chưa anh? Để em thắp một cây thôi. Ui, một cây thôi. Cầm vô em thắp nước hương để cảm ơn cô Hương với nguyện giấy giùm cô. Đây là hồi hướng công đức dùm cho cô. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây ha quý chương trình. Còn cô bác thấy video có ý nghĩa đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh với mình. Chúng mình chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều ạ.